quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về kiện toàn tổ công tác đặc biệt hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn làm tổ trưởng, tổ phó là giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Thành viên là giám đốc các sở, ban ngành, chủ tịch các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ của tổ công tác là tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết của Quốc hội Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan, nắm bắt, trao đổi tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết tháo hút gỡ khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp. Tham mưu ban nhân dân thành phố về hỗ trợ giải quyết các khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sản xuất, ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.